Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư trở lại với kênh Ngân Trần Stock. Hôm nay Hồ Chí Minh mưa rất là to và thị trường chứng khoán Việt Nam mình cũng vừa trải qua một cái phiên rất dông bão. Ở khi mà vừa đây nhà đầu tư còn kỳ vọng rằng vượt 1.300 uptrend thì hôm nay chỉ số đã vả cho một cây rất là mạnh. À, thì trong video ngày hôm nay em sẽ cùng với anh chị đi qua phân tích đánh giá để giúp cho mọi người có được cái góc nhìn giai đoạn kế tiếp à, cũng như là trả lời cái câu hỏi thì phiên ngày hôm nay liệu có phải là một cái phiên phân phối một cái phiên kết thúc đà tăng hay chưa hay nó là một cái diễn biến như thế nào và cái việc xử lý danh mục cũng sẽ được đánh giá phân tích để giúp cho anh chị mình có thể dễ dàng đưa ra được quyết định hơn ha nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với kênh của em thì mọi người hãy dành ra vài giây mình nhấn vào nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo sớm nhất khi mà em ra video hoặc là có những cái buổi livestream phân tích thị trường. Và mọi người thấy video hữu ích thì đừng tiếc gì tặng cho em một cái nút like ở đây để giúp video của mình được đề xuất và lan tỏa tốt hơn. Trong phần mô tả video thì em có để lại thông tin là số điện thoại của em. Thì nếu như mọi người cần hỗ trợ cơ cấu danh mục, cần hỗ trợ chi tiết về điểm mua điểm bán thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại này để hỗ trợ mở tài khoản VBET hoặc là chuyển đi về em tư vấn. À, và có bất kỳ câu hỏi bất kỳ thắc mắc nào về cổ phiếu về thị trường đóng góp về kênh thì mọi người cứ comment bên dưới nha thì theo thuật toán của youtube thì những cái video có nhiều like những video có nhiều comment thì nó sẽ được đẩy lên xu hướng tốt hơn còn trong phiên thì em cũng sẽ có một cái cộng đồng hỗ trợ như thế này Thì đây là nhóm tư vấn hoàn toàn miễn phí nơi em chia sẻ những thông tin về thị trường giả đáp các cái thắc mắc trong phiên và cũng là nơi để các anh chị nhào tư giao lưu trao đổi với nhau à, và từ đó mình có thêm góc nhìn về thị trường à, có thêm góc nhìn để đưa ra quyết định cổ phiếu đấy thì để tham gia nhóm này hoàn toàn miễn phí anh chị chỉ cần nhấn vào cái đường link ở đây à, để tham gia trao đổi với em trong phiên cũng như là nhận những cái khuyến nghị tư vấn ha à, nếu như mọi người đăng ký vào rồi mà vẫn chưa thấy được duyệt thì anh chị cứ nhắn tin cho em rồi À, thì đầu tiên mình sẽ cùng nhau nhìn nhận lại thị trường để đánh giá góc nhìn về xu hướng cũng như là các cái mã cổ phiếu cần quan tâm, cần đánh, cần chú ý ở giai đoạn này. Thì mình thấy là hôm nay phiên thứ sáu thì chỉ số nó có một cái trạng thái rằng co ở phần lớn thời gian giao dịch. Đây bắt đầu là mở cửa thì nó có làm một cái gap up nhưng mà sau đó nó không duy trì được và nó tạo một cái trạng thái đi ngang. Giải này, hôm nay thì phần lớn thời gian giao dịch thì mình vẫn duy trì một cái trạng thái đi ngang rất là buồn ngủ thôi. Nhưng bất ngờ cái đà bán tháo nó xuất hiện sau 14 giờ 15 nó đã đưa viên đắt giảm rất mạnh đóng cửa chỉ số mất 21,6 điểm là khoảng 1,66% xuống 1.279.91 và thanh khoản thì gia tăng trở lại thanh khoản ngày hôm nay thì vượt trung bình với giá trị trên sàn HOSE thì đạt hơn là 29.300 tỷ thì đây là một cái mức thanh khoản cao nhưng mà cũng không phải là một cái mức thanh khoản quá đột biến ha thậm chí thì phiên ngày hôm nay thì thanh khoản nó còn thấp hơn cái phiên ngày 24 tháng 5 nữa à, còn về cái độ rộng thị trường thì hôm nay nghiêng hoàn toàn về phe bán ha. Mình có 366 mã giảm so với 89 cổ phiếu tăng để hoàn toàn áp đảo ở phe bán. Ở à, trong đó thì mình có hiếm hoi cái nhóm liên quan đến công nghệ thông tin á. Đây, nhóm công nghệ thông tin là cái nhóm mà hiếm hoi đi ngược thị trường với tâm điểm là những cái cổ phiếu họ việc theo. Mình biết là CTR thì thực ra hôm nay đa phần danh mục mọi người đều bị ảnh hưởng giảm nhưng mà có lẽ là nếu như có CTR thì mọi thứ sẽ được an ủi hơn. Đây là cũng là một cái cổ phiếu mà em đã khuyến nghị anh chị nhà tư ở giai đoạn trước đó vùng giá 128 đến 130 khuyến nghị trên video luôn à, thì mong rằng anh chị vẫn còn nắm giữ cổ phiếu đến thời điểm hiện tại để giúp cho danh mục của mình nó, nhìn nó xanh tím hơn thì con này thực ra hôm qua em đã chốt 1 phần 2 và 1 phần 2 còn lại thì em sẽ nắm giữ theo dõi quá trình nó vượt đỉnh đấy hoặc là VGI này hôm nay cũng tăng nè rồi VTB này rồi CMG ấy, hôm nay những cái cổ phiếu dòng công nghệ thì nó tăng nó giúp cho nhóm này vẫn đi ngược thị trường còn lại thì hầu hết luôn toàn bộ các cái nhóm ngành nó đều bị bán anh chị kể cả những cái cổ phiếu nó tăng được trong phiên á thì cuối ngày nó cũng bị tán xuống luôn để chìm trong sắc đỏ này gì không cái độ rộng hôm nay nghiêng hoàn toàn về phe bán và thậm chí là cái biên độ giảm nó lớn nha như là nhựa hóa chất nè chứng khoán bất động sản bán buôn nè đấy rất là nhiều cái nhóm ngành giảm sâu trong phiên ngày hôm nay và có lẽ xuyên suốt ở đạn vừa rồi thì đây là cái phiên mà có nhiều cổ phiếu nằm sàn nhất đấy xuyên suốt cái đạn phục hồi vừa rồi đi lên đây là cái phiên mà có nhiều cổ phiếu nằm sàn nhất ấy tại vì cái trạng hai bán nó xuất hiện khá là đột ngột về kỹ thuật nha, nếu như mà chúng ta nhìn nhận á thì hôm nay thị trường mình đóng cửa tạo một cái nến nhấn chìm, một cái nến giảm nhấn chìm, nó phủ nhận đi hoàn toàn cái nỗ lực tăng giá trong vòng khoảng 2 tuần vừa qua. Sau khi mà mình bứt thoát lên ở cái cây nến ngày 3 tháng 6 thì sau đó chỉ số nó duy trì một cái trạng thái rằng co, nhưng mà nó vẫn là giằng co theo kiểu là xa quay ấp hướng lên. Thấy không? Nó vẫn sao quay ấp hướng lên thì phiên ngày hôm nay gần như là nó đã phủ nhận toàn bộ cái nỗ lực của hai tuần vừa rồi. Thì cái nến ngày hôm nay nó là một cây nến xấu nha chị. Mình không thể phủ nhận điều này được khi mà cái biên độ giảm nó rất là lớn. Cái biên độ giảm ngày hôm nay là từ 1280 mà lên 1304, cái biên độ giảm gần 25 điểm anh chị. Và thanh khoản thì tăng, nên rõ ràng mình không thể nào mình nói cây nến này là một cây nến không xấu được. Nó là một cái cây nến xấu. Thì vậy, cái câu hỏi đặt ra thì với cái nhịp này, đây có phải là một cái phiên phân phối hay chưa? và thị trường mình nó đã kết thúc cái nhịp tăng luôn hay chưa đó mới là cái mình cần quan tâm còn ngày hôm nay xấu là ai cũng biết rồi không thể khen đẹp được nến thế này sao khen đẹp được anh chị nhưng mà sau cái nến này thì thị trường mình nó đã gọi là bước vào một nhịp đa luôn hay chưa hay là nó đang trong cái xu hướng gì thì mình sẽ cùng nhau đi qua phân tích đánh giá ha thì nếu như mà anh chị có theo dõi trong phim thì mình cũng biết rồi hôm nay á thực tế cái áp lực bán nó xuất hiện chủ yếu là sau 14 giờ 15 đã bắt đầu sau 14 giờ 15 này nó có những cái đà bán xuống và nó tiếp tục ép vào ATC nó khiến cho nhiều cổ phiếu bị rơi nhanh trong khi là phần lớn thời gian giao dịch còn lại thì chỉ số diễn ra trong một cái biên độ hẹp và thậm chí có thể dùng cái từ là buồn ngủ luôn ngoại trừ nhóm việt theo ra thì hôm nay hầu hết các nhóm ngành đều giao dịch rất là buồn ngủ và anh chị thấy cái thanh khoản phiên sáng này nó cũng duy trì ở cái mức rất là thấp đây cái mức quanh trung bình thôi và bắt đầu vào phiên chiều nó mới tăng thanh khoản lên nè sau 14 giờ 15 đấy đấy nè anh chị nhìn cái biểu đồ thanh khoản ngày hôm nay nè phiên sáng rất là thấp phiên sáng thanh khoản giảm so với ngày hôm qua nè bắt đầu nè cuối giờ nó mới tăng lên khi cái lực bán nó gia tăng và anh chị biết rồi ATC đó, nó là cái phiên khớp lệnh định kỳ tức là nó không phải là khớp lệnh liên tục theo giá kê mua giá kê bán mà nó sẽ đóng cửa cái mức giá nào mà có nhiều cái khối lượng kê nhất đấy là cái đặc tính của phiên ATC và phiên ATO nó là phiên khớp lệnh định kỳ nên khi mà cái sự hoảng loạn nó diễn ra ở giai đoạn cuối ngày, nó có thể khiến cho những cái cổ phiếu giảm rất nhanh vào ATC dù cái volume bán nó không hề lớn nha. Tại vì khi đó họ bắt đầu họ đặt bán bằng giá ATC. Họ đặt bán thì đặt bán càng nhiều nó càng đẩy cái giá xuống và không có thì phiên ngày hôm nay gần như là không nhào tôi họ sẽ không có dám mua vào cuối ngày đâu khi mà tự nhiên đang bình thường xuất hiện một cái trạng thái rơi nhanh như vậy thì tâm lý chung sẽ nghiêng về phe bán nhiều hơn phe mua đấy nên họ không có dám kê lệnh vào atc các atc bên mua không kê và bên bán thì dày thì ngay lập tức nó sẽ đẩy những cái cổ phiếu rơi rất nhanh anh chị thấy này ví dụ như con agr ngày hôm nay trước atc đang giá 22 mươi đạt và atc đạt về giá sàn luôn mà khối lượng chỉ có khoảng là tám trăm nghìn thôi nè hoặc là gvr nè Đấy, đang 34.5 đạt về 33 với khoảng 1 triệu cổ thôi. Nó đạt rất là nhanh vào ATC, mặc dù là cái khối lượng trung bình ngày nó không hề lớn nha. Dạ cái khối lượng hôm nay nè, nó chỉ cao hơn trung bình một tí thôi và còn rất là nhiều cổ phiếu khác. Đó là do cái đặc tính của phiên ATC và trước ATC nó có cái sự hoảng loạn. Những cái nhịp bán vào ATC anh chị, nó sẽ không có ý nghĩa phân phối. Đó là cái thứ nhất anh chị rút ra cho em qua cái phiên ngày hôm nay. Bán vào ATC nó không có ý nghĩa phân phối, vì sao em nói như vậy? Phân phối là gì? phân phối ở đây á nó là cái hoạt động trao tay hàng từ tổ chức sang cá nhân đấy và thường nó sẽ diễn ra khi mà nhà đầu tư cá nhân có cái sự hưng phấn có cái sự phô mô thì nó mới bán được cái lượng hàng nhiều anh chị. Bây giờ mình là tổ chức, mình muốn bán hàng cho cá nhân Thì trong điều kiện cá nhân phải dám mua và muốn mua nhiều Thì những cái nhịp mà nó dễ bán nhất là những cái nhịp khi mà thị trường có sự hưng phấn Khi mà thị trường có sự phô mô, nhà tôi cá nhân họ sẵn sàng mua, thậm chí là mua giá cao Thì đó chính là những cái nhịp mà nó có thể phân phối được hàng ra Còn cái phiên ATC anh chị Nó là một cái phiên khớp lệnh định kỳ Thông thường nhà tư cá nhân họ rất là ít giao dịch Họ rất là ít giao dịch vào ATC và ATO Tại vì cái biến động giá mình không có biết được ấy nên họ rất là ít giao dịch do đó thì cái diễn biến bán và ATC nó sẽ không thể nào bán được nhiều hàng và từ đó nó sẽ không có ý nghĩa phân phối phân phối là phải là một cái lượng hàng lớn được trao tay từ tổ chức sang cá nhân thì nó mới có ý nghĩa phân phối và cái cái diễn biến ngày hôm nay của thị trường á thì theo quan điểm cá nhân của em nó là một cái phiên chốt lời và nó có yếu tố ép bán giá thấp nha đây nó là một cái phiên chốt lời của nhà tư cá nhân và nhà tư cá nhân bị ép bán giá thấp khi mà họ đang sẵn sàng họ bán ra bằng mọi giá sau cái chuỗi tăng vừa rồi thì phần lớn cổ phiếu họ đang có lãi họ sẵn sàng họ bán ra bằng mọi giá họ bán ra bằng lệnh mb họ bán ra bằng lệnh atc luôn nên nó ép xuống luôn nó ép xuống ở cái mức giá khá là thấp thậm chí là giá sàn đấy và khi chúng ta xuất hiện đang một cái xu hướng bình thường mà xuất hiện những cái phiên bán dạng như vậy á, thì tất nhiên nó sẽ cần thời gian cân bằng lại tại vì hôm nay vẫn là một cái phiên bán với khối lượng lớn nha nó không phải là một phiên bán với khối lượng đột biến, khối lượng bùng nổ nhưng mà khối lượng bán ngày hôm nay vẫn có sự gia tăng. thì sau một cái phiên bán như vậy nó sẽ cần thời gian nó cân bằng lại, nó sẽ cần thời gian nó tích lũy lại. còn quan điểm cá nhân của em, mà người hỏi em thị trường này này nó gãy luôn hay chưa? thì đối với em nó chưa gãy, nó chưa gãy, nó chưa, gãy. Nó chưa gọi là mất xu hướng. đó là quan điểm cá nhân của em qua cái phiên ngày hôm nay. và một cái điểm đáng lưu ý nữa anh chị, là anh chị để cho em cái nhóm cổ phiếu ngân hàng á thực ra nó chỉ mới thu hút được dòng, dòng tiền ở những cái phiên gần đây thôi và nhiều cổ phiếu nó chỉ mới bật lên được từ đấy ví dụ như công vi băng này nó mới tăng thôi sau một cái chuỗi lình xình dưới đấy thì nó mới tăng được trong cái phiên ngày ngày 22 tháng 6 đấy nó chỉ mới tăng thôi hoặc là ví dụ như con cổ phiếu mbb này đấy hai phiên vừa rồi tiền vào rất là tốt rồi những cái cổ phiếu như là con eb này để trước đó tiền vào rất là tốt và những cái nhịp điều chỉnh gần đây là anh chị thấy là cái thanh khoản nó không có lớn Thấy không? nó vào tiền nè rồi sau nó chỉnh xuống thanh khoản nó rất là thấp nè rồi kể cả những cổ phiếu như shb nè dạ không gần đây thì nhóm ngân hàng nó mới có tiền anh chị ạ à? uh, shb rồi cổ phiếu stb nè stb nó cũng vừa tăng thôi nó cũng chỉ mới thu hút được dòng tiền gần đây thì khi mà những cái cổ phiếu nó chỉ mới bật lên từ đáy nó chỉ mới thu hút được dòng tiền anh chị thì mọi người hỏi em là nó có phân phối hay không tại vì cũng có một số anh chị hỏi em là nhóm ngân hàng liệu nó có phân phối hay không thì nó mới chỉ bật lên từ đáy thôi anh chị đấy nó mới bật lên từ đáy thôi nên nó sẽ không có ý nghĩa phân phối nó không phân phối được hàng bán cho ai đâu mà phân phối đây là cái và khi mà mình thấy được là nhóm cổ phiếu ngân hàng nó là cái nhóm lớn nhưng mà nãy giờ nó chưa có đủ ra phân phối tiền nó mới vào thôi và đặc biệt những cái nhịp điều chỉnh ví dụ như phiên ngày hôm nay biên điều chỉnh nó lớn nha nhưng mà thanh khoản rất là thấp stb nè thanh khoản các bé tí thôi hoặc là vi hôm nay là phiên hàng T cộng về của cây Brack này Anh chị thấy tiền mới vào thì giờ bán ra cho ai thì Hôm nay chỉnh cũng với volume thấp Nên nó sẽ không có ý nghĩa phân phối à, Tức là nhóm cổ phiếu ngân hàng nó vẫn ổn Nó chỉ mới nó mới có tiền vào thôi Và thậm chí là nhóm ngân hàng cái dòng tiền vào của nó Là nó nhờ dịch chuyển từ những cái nhóm cổ phiếu tăng tốt trước đó Nhà tôi họ chốt lời những nhóm cổ phiếu tăng tốt trước đó Họ dịch chuyển sang nhóm này Nên đối với em nhóm ngân hàng nó vẫn ổn Thì khi mà nhóm ngân hàng nó vẫn ổn mà nhóm ngân hàng là một cái nhóm cổ phiếu có quy mô vốn hóa hàng đầu thị trường nó ổn nó nêu giá được thì nó sẽ đóng vai trò nâng đỡ điểm số trong ngắn hạn giúp thị trường mình sẽ không bị rơi quá sâu đấy Nãy giờ ha, thứ nhất là quan điểm thị trường ngày hôm nay không phải là một phiên phân phối Tại vì nó chỉ ép bán cuối ngày và bán vào ATC Thì nó sẽ có ý nghĩa là chốt lời và ép bán giá thấp hơn Và cái thứ hai là một cái nhóm lớn như là nhóm cổ phiếu ngân hàng Nó chỉ mới thu hút được dòng tiền, nó mới bật lên từ đấy á Nên nhóm này khả năng nó sẽ đóng vai trò là dựng đỡ điểm số Trước đó em không đánh giá nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể dẫn dắt điểm số nha Tại vì nó không dẫn dắt thị trường vượt đỉnh được là do các cổ phiếu nó chỉ mới bật lên từ đáy Nhưng mà em vẫn đưa ra quan điểm là nhóm cổ phiếu ngân hàng nó sẽ mang ý nghĩa là đỡ điểm số trong những cái nhịp bán ngắn hạn Thì hiện tại quan điểm của em vẫn như vậy Và khi nhóm ngân hàng nó còn ổn thì điểm số của mình nó sẽ không có rủi ro rơi quá sâu đó à, Tuy nhiên thì mình biết là hôm nay cái lực bán của mình nó dồn nhanh vào ATC Có một cái điểm cần lưu ý nè mình bán dồn rất là nhanh vào ATC và đóng cửa cái mốc giá thấp nhất ngày Thì chắc chắn sẽ còn một cái lượng lớn nhà tôi họ chưa bán kịp đâu Sẽ có một số bán lệ MB, một số bán tháo Nhưng mà cũng sẽ còn rất là nhiều nhà tôi chưa bán kịp Từ đó mình sẽ còn cái quán tính bán ở đầu tuần sau nha chị Đó là cả thứ nhất tại vì hôm nay đóng cửa thấp nhất ngày Lực bán gia tăng cuối ngày Thì thông thường nó sẽ còn một cái quán tính bán ở cái phiên kế tiếp Và hiện tại là đầu tuần sau cái kịch bản tích cực á giai đoạn này nếu mà nói về kịch bản tích cực á là đầu tuần nó sẽ tiếp tục nó nhúng xuống nha nó sẽ tiếp tục nó nhúng xuống rồi sau đó nó bật nhanh trở lại nó nhúng xuống xong nó bật lên nó rút chân Thế có thể là đầu đầu ngày nó tiếp tục đà bán nó nhúng xuống tầm năm bảy điểm gì đó sau đó nó rút chân lên thì khả năng cao cái nhịp này nó đúng ý nghĩa là một cái nhịp rũ bỏ một cái nhịp thay máu nhào tôi luôn đấy tại vì trước đó thì kỳ vọng vượt nguyên ba quá nhiều mà không vượt được thì họ sẽ có xu hướng ở bán ra đây nó sẽ mang ý nghĩa là thay máu nếu như sau phiên này à, ví dụ ngày ngày thứ hai nó sẽ có những nhịp ép bán nhưng mà cuối giờ nó rút chân lên được nó bật lên được thì cái nhịp đó sẽ mang ý nghĩa là rũ bỏ nha rồi còn nếu như mà mình thấy là ngày hôm nay nó giảm như vậy nó bán vào cuối ATC nhưng mà đầu tuần mình thấy là xanh sớm đầu ngày chuối rất kỹ cho em nếu như thị trường mình mà nó xanh sớm đầu ngày nha Tức là ví dụ như hôm nay giảm 21 điểm mà đầu tuần nó xanh 2 3 điểm gì đó, mới mở cửa ra nó xanh á thì cái nhịp xanh đó ít nhất nó phải bật được khoảng 1 phần 2 thân nến ngày hôm nay. Tức là đâu đó trên cái ngưỡng 1288 á. Nếu như mình đã bật sớm anh chị thì nó phải bật được luôn khoảng 1 phần 2 thân nến ngày hôm nay, tức là vượt đâu đó trên 1280 1288 á thì có thể là nó cân bằng được, nó không cần giảm quá sâu tiếp và nhịp bán cuối giờ ngày hôm nay chỉ là do yếu tố hạn loạn yếu tố giảm đạt lên nhau của nhau tôi chạy thôi còn nếu như mà nó xanh nhẹ nó chỉ xanh nhẹ được tầm hai ba điểm á và nó gọi là nó liều xìu nó liều xìu mình thấy là nó xanh nhẹ nhưng mà nó không có độ bật tốt nó cứ lình xình lình xình á thì khả năng rất là cao nó sẽ tiếp tục bị, á, bị ép bán xuống thôi nó sẽ tiếp tục bị ép xuống cái dạng mà hôm trước bán hôm sau xanh nhẹ mà không chủ động bật lên được á thì xác suất rất là cao nó vẫn sẽ tiếp tục ép bán sau đó để nó rủ nhà tư cá nhân ra tại vì cái mục đích của nó là cái mục đích ép bán giá thấp thì nếu như nó bật lên nó phải bật lên luôn nó bật lên luôn để nó cho những nhà tư mà bị bán giá thấp họ sẽ gọi là họ không mua lại được họ bán và họ chờ mua giá thấp hơn họ không mua lại được còn trong trường hợp hôm nay ép như vậy mà nó lại tiếp tục lình xình nó cho nhà tư cá nhân hy vọng tức là những ai chưa bán kịp họ sẽ không bán vì họ thấy xanh họ hy vọng mà nó không bật lên được á thì cái nhịp đó khả năng rất cao nó sẽ ép xuống tiếp một lần nữa để nó ép những ai chưa bán phải bán luôn đó nên chú ý cho em cái sau cái phản ứng ngày hôm nay thì tất nhiên anh chị hình dung là bây giờ mình bán cuối ngày mình bán atc thì vẫn sẽ có một cơ số nhà tư họ chưa bán kịp đâu dẫn đến nó sẽ còn cái quan tâm bán ở đầu tuần nếu như nhúng xuống rồi rút chân là kịch bản đẹp nhất còn trong trường hợp mà xanh á thì phải xanh được một cách dứt khoát luôn ít nhất là phải vượt về lại trên 1288 còn trường hợp mà xanh nhẹ 2-3 điểm á, thì cái nhịp xanh đó nó rất là rủi ro thông thường nó sẽ ép xuống luôn một lần nữa nó sẽ còn một nhịp bán xuống sau đó nên chú ý ha để tránh cái việc là ví dụ như hôm nay bán thứ hai thấy xanh rồi đu vào nó rất là rủi ro và cái hỗ trợ trong ngắn hạn thì mọi người vẫn chú ý cho em em nhắc rất là nhiều về cái gáp này rồi và hiện tại em sẽ nhắc lại cái gáp mở ra vào phiên ngày 3 tháng 6 đâu đó là quanh tầm 1.206x đến 1.270 nè thì đây chính là một cái vùng hỗ trợ, một cái vùng chốt chặn quan trọng của điểm số luôn Một cái vùng mà gọi là chốt chặn để đánh giá là thị trường mình Nó có cần lùi về lại cái biên dưới dưới đây hay không? Anh à, chị hình dung là bản chất nha Cho đến phiên ngày hôm nay thì mình vẫn chưa bứt thoát ra khỏi cái nền giá Mình vẫn đang trong cái biên độ là quanh 1.200 x cho đến quanh 1.200, 1.300 gì thấy không? Kể cả cái phiên thị trường vượt 1003 thì em cũng đã phân tích trên video với mọi người á. Thì em thấy bình thường, chỉ là nó thỏa mãn cái tâm lý của nhà đầu tư về cái con số 1003 thôi, chứ còn chưa có nhóm ngành dẫn dắt, dòng tiền vẫn luôn phiên thì đặc tính của nó vẫn là đặc tính sideways. Anh chị nhớ em phân tích không? Đấy thì bây giờ nó vẫn nằm trong cái biên này thôi thì mình sẽ có cái chốt chặn ở đây, quanh cái ngưỡng tầm 1260 1270 này. Đây là cái chốt chặn trong ngắn hạn. Một cái gác bỏ rơi anh chị. Cái gáp tăng giá bỏ rơi và với cái sự ủng hộ từ volume thì đây là cái gáp mà quyết định là thị trường mình Nó có cần lùi về lại cái biên dưới qua 1200 base hay không để Nếu như mà cái gáp này vẫn nỗ lực neo giá được Có thể là trong trường hợp đầu tuần nó nhúng xuống qua 1270 rồi nó bật lại chẳng hạn Nó vẫn nỗ lực nó giữ cái gáp này Thì viên đắt của mình nó sẽ cân bằng được ở nửa biên trên Nó sẽ cân bằng được ở nửa biên trên qua 1206 x đến chín x Nó sẽ rằng co nó hấp thụ để sau đó nó có đi lên tiếp hay không thì mình chưa biết Nhưng mà nó sẽ giữ được ở nửa biên trên nó không có bị ép quá sâu Còn trong trường hợp cái gáp này bị phủ nhận Tức là nó phủ nhận hoàn toàn cái nỗ lực cầu vừa rồi Tại vì cái gáp này là một cái gáp tăng giá bỏ rơi Nên một khi nó quay đầu về thì chẳng khác nào nó cho nhà thư cơ hội mua giá thấp Thì thông thường đó là một cái nhịp thất bại Một cái nhịp mà cho thấy là dòng tiền đạn vừa rồi chủ yếu đến từ cá nhân Thì khi đó nó sẽ cần lùi sâu hơn về lại cái vùng biên dưới là qua 1 base Nó tóm lại thì bây giờ cái xu hướng á thì em vẫn không có view gãy nha Em không có view thị trường gãy nhưng mà cái vấn đề là bây giờ nó sideways quay Thì nó sideways quay ở trong biên độ hẹp là 1 x đến 1 tám x Hay là nó sẽ cần lùi sâu hơn nữa là qua 1 x đến 1208 x Đó, mình chỉ cần nắm được cái đó thôi Bây giờ là xu hướng vẫn là sideways quay nha Nhưng mà sideways quay ở trên này Đây, sideways quay ở trên này hay là sideways trong một cái biên độ lớn là 1200 base đến 1280 thì nó sẽ có cái chốt chặn ngay đây. Cái chốt chặn là ngay cái gap 1260 1270. Đấy, nếu như mà vẫn giữ được cái gap này thì mình sẽ sideways ở nửa biên trên. Còn trong trường hợp mà mình lấp gap này thì mình sẽ cần lùi xuống sâu hơn để chị mình nắm cái tinh thần về thị trường ha, về cái xu hướng luôn. Đấy. Rồi, thì quan điểm cá nhân của em về thị trường qua cái phiên ngày hôm nay là như vậy. Và khi mình đánh giá thị trường mình chưa tiêu cực, mình đánh giá thị trường mình chưa đau á thì mình sẽ tùy vào cổ phiếu và mình xử lý chứ mình sẽ không có xử lý theo kiểu là clear tài khoản, hạ tỷ trọng phun danh mục, mình sẽ không xử lý như vậy. Tại vì đoạn này thị trường mình chưa có tiêu cực thì tức là những cái cổ phiếu nó vẫn sẽ có cái vận động gọi là phân hóa, uh, sẽ có nhóm mạnh, sẽ có nhóm yếu thì mình sẽ tùy vào cái cổ phiếu nó đang ở cái form thế nào và mình xử lý thôi chứ mình cũng không cần thiết gọi là phải clear danh mục. Nó chưa phải là một cái nhịp để anh chị phải clear danh mục. Đó. Thì chú ý nha những cái mã cổ phiếu nào mà nó đã có hai đỉnh hoặc là ba đỉnh trước đó thì khi mà nó gãy á, thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian để nó cân bằng anh chị nhớ con HAG không em đã phân tích con HAG với anh chị rất là nhiều lần rồi và đặc biệt là sau cái cây nến rút chân ngày 11 tháng 6 cái nến rút chân ngày 11 tháng 6 là một cái nến có ý nghĩa rũ bỏ trước đó thì con HAG nó đã có 3 đỉnh rồi chị thấy không test 3 nhịp đều thất bại trước ngưỡng 15 thì em đã cho khách hàng của em chốt 1 phần 2 quanh ngưỡng 15 em cũng đã nói với anh chị rồi đây nè HAG Ngày 3 tháng 6 có giá chốt 1 phần 2 nè Đây em cho chốt nè HAG 14.75 chốt 1 phần 2 Lợi nhuận 12-14% Rồi ngày đó em cũng chốt luôn đạn Cà Mau 138 1, 1 phần 2 Đấy thì sau khi chốt 1 phần 2 thì Em nói mọi người là cái phần còn lại sẽ theo dõi rất kỹ cho em Ở cái ngưỡng giá 14 Để xem thử là con HAG Nó có nén lại được trong cái biên độ này rồi nó crack lên tiếp hay không, hay nó gãy Thì cái phiên này là cái phiên đáng chú ý nhất Cái phiên 11 tháng 6 Thì ngày hôm đáng phân thích mọi người, đây là một cái phiên hay Thì sau cái phiên này Nó nên nỗ lực nó bật được về trên luôn Nó nên nỗ lực nó bật được Về trên cái vùng này Bật được về trên cái ngưỡng tầm 14.3 Rồi nó tích lũy sẽ tốt hơn Nên nó bật lại trên này Và nó tích lũy thì sẽ tốt hơn Còn trong trường hợp mà sau một cái phiên rút chân như vậy mà nó tiếp tục nó quay ngược về dưới 14 thì khả năng gãy sẽ rất là cao Đấy và cái phiên ngày hôm 13 tháng 6 là volume nó thấp Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì em thấy volume nó khá là cao nên em cho bán luôn Em cho bán luôn Thì với cái vận động những cái dạng mà trước đó đã có ba định như thế này và thất bại á Thì nó sẽ mất nhiều thời gian để nó cân bằng hơn nha anh chị Nó sẽ tốn nhiều thời gian để nó cân bằng hơn à, Và chú ý cho em trong cái hạng này nó sẽ có cái ngưỡng hỗ trợ đầu tiên là cái ngưỡng giá qua 13 và nếu như ở ngưỡng 13 này nó không trụ được thì nhiều khả năng nó sẽ quay về lại cái biên dưới quanh 12 này và nó sẽ tiếp tục tích lũy trở lại trong cái biên độ là quanh 12, 13 sau khi nó bắt lên thất bại. Đấy, kiểu như vậy. Nha những cái con nào mà nó đã có hai đỉnh, nó đã có ba đỉnh đó, thì đạn này nó sẽ mất nhiều thời gian để nó hấp thụ hơn. Còn những cái cổ phiếu nào mà nó gãy nền đó nha anh chị thì chú ý cho em. Đạn rồi giả sử nha. Anh chị thấy là có những cái dạng nó sẽ có những cái cổ phiếu mà tăng mạnh á thì một là nó như vậy nó một đỉnh này nó hai đỉnh này, nó ba đỉnh gì đó không biết đấy nói chung là một là nó có cái độ độ dốc và nó chỉnh chéo thế này còn dạng thứ hai á là cái dạng mà nó tăng sau đó nó tạo một cái nền tích lũy dạng thứ hai là dạng này tăng sau đó nó tạo một cái vùng tích lũy đi ngang thì cái dạng tích lũy đi ngang này nè và nếu như bây giờ nó đang bị gãy nền tức là phiên ngày hôm nay nó không giữ được cái biên dưới mà nó bị gãy nền á thì dạng này chú ý cho em một điều thôi là mình xem thử nó có chủ động nó bật lại trong vòng khoảng 2 đến 3 phiên tới hay không thì nếu như mà sau phiên ngày hôm nay tầm 2 đến 3 phiên tới nó chủ động nó quay về nền thì nhịp này sẽ mang ý nghĩa là một cái nhịp rũ nền thôi và sau đó có thể nó sẽ tăng và nó vượt đỉnh đó nếu như nó chủ động nó bật lại được còn trong trường hợp sau phiên ngày hôm nay gãy Hôm nay gãy nền. Hôm nay gãy nền đúng không? Có thể nó không giảm tiếp, nhưng mà nó lình xình lâu ở dưới đây, nó lình xình lâu ở biên dưới thì nhiều khả năng nó sẽ ép xuống tiếp một nhịp nữa. Đấy, làm anh chị hình dung cái mô hình chung rồi em sẽ ví dụ một con cổ phiếu cho anh chị nhìn. Đây em sẽ ví dụ con HDG. Hà Đô là một cái dạng sau khi tăng lên nó không có chỉnh chéo nó không có kiểu chỉnh hai đỉnh nha cái kiểu chỉnh mà tạo đỉnh đó là nó giống như ví dụ con cổ phiếu HVN chẳng hạn đây nó là dạng chỉnh chéo nè tăng chỉnh chéo bật rồi ví dụ như dạng trước đó là mình có con HAX chẳng hạn đây tăng chỉnh chéo bật thấy không rất là nhiều hoặc là ví dụ con vót đi không con vót này thì cũng dạng là nền nhưng mà bật được nó không phải là cái dạng rõ ràng cái kiểu chỉnh chéo à, uh, là ví dụ cái cổ phiếu liên quan đến uh... để em xem à con b con 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 sab đi sab cũng là một dạng chỉnh chéo nè đấy đây dạng này là nó cái kiểu là nó sau một cái nhịp tăng mạnh sau một cái nhịp tăng mạnh nè nó chỉnh chéo nó chỉnh với biên độ lớn tầm năm bảy phần trăm nó bật lại còn con Hà đô á thì nó theo kiểu là sau khi tăng nó tạo một cái vùng đi ngang. Đây. Sau khi tăng này nó tạo một cái vùng đi ngang. Với biên độ là quanh tầm giá là 33.x cho đến tầm mức giá 35 thì dạng này hôm nay là đang gãy nền đúng không anh chị? Đang gãy nền thì theo dõi rất kỹ hai ba phiên tới. Nếu như nó chủ động nó vượt về lại trên giá 34 thì phiên ngày hôm nay sẽ có ý nghĩa là một nhịp sủ bỏ, sau đó nó có thể tăng vượt còn trong trường hợp mà sau phiên ngày hôm nay nó lình xình, nó lình xình, nó không bật lại được á Thì nhiều khả năng nó sẽ cần chiết khấu sâu hơn một tí để nó phải về lại vùng giá quanh 331 dưới đây luôn Nó về lại cái vùng đỉnh trước luôn Đó, nên chú ý cho em cái dạng mà nó gãy nền Còn đối với những cái cổ phiếu nào mà nó vẫn đang ở nhịp tăng số 1 thôi Nó chỉ mới ở nhịp tăng số 1 Và nó đang bị chỉnh ở nhịp đầu á Thì dạng này nó sẽ bật lại sớm hơn dạng này nó sẽ bật lại sớm hơn anh chị nó sẽ có thể chủ động bật về test đỉnh tốt à, sớm hơn ví dụ như dòng thép thực ra nó mới một đỉnh thôi nha anh chị Đây, ví dụ dòng thép nha nó là dạng chỉnh chéo đấy Còn nam kim nè anh chị thấy không trước đó đang là một cái xung lực tăng khỏe nam à, xung lực tăng khỏe thì dạng này chỉnh á thông thường về quanh hỗ trợ nó sẽ bật nó về test đỉnh tương tự như hai sen Ở những cái nhóm nào mà nó mới chỉ có một nhịp chỉnh á thì nó sẽ sớm bật lại hơn ví dụ hai sen thì nó sẽ sớm bật lại quanh tầm 24 x để còn nó có nó có gãy hay không á, thì phải xem cái nhịp mà nó bật lại test đỉnh xem như thế nào đó là anh chị này hình dung ba form ha form thứ nhất là form đang ở trong nhịp một và nếu như nó chỉnh xuống thì xác suất rất là cao nó sẽ quay về test đỉnh còn những cái dạng mà hai đỉnh ba đỉnh rồi á, thì xác suất nó gãy sẽ cao hơn và sau đó nó sẽ mất nhiều thời gian nó cân bằng hơn còn cái dạng mà gãy nền thì chú ý là xem tầm 2 đến ba phiên tới nó có chủ động nó bật lại hay không cái sự chủ động cái đồ đàn hồ nó sẽ rất là quan trọng còn những cái dạng mà ở dưới đáy thực ra anh chị thấy là phiên ngày hôm nay nó lại không giảm quá nhiều những cái dạng mà đạn vừa rồi nó chưa hầu như nó chưa có tăng được á nó vẫn loanh quanh ở vùng đáy thì giả sử như con DG anh chị thấy không nó vẫn loanh quanh vùng đáy thì hôm nay nó không có giảm mạnh nó giảm chỉ có khoảng ba phần trăm thôi và nó vẫn đang loanh quanh dưới đáy thực ra dạng này thì mọi người chú ý xem cái đáy thôi chỉ còn nó không gãy cái đáy là được rồi kể cả như những con như CEO này hôm nay nó cũng không có giảm nhiều đấy thì mình chú ý cho em cái đáy của nó thôi nói chung dạng này nó cũng đã có điểm cân bằng rồi thì nhiều hôm trước em cũng nói luôn á thì dạng này cái rủi ro chỉnh sâu nó không có cao tại vì đạn một đồ tiền nó đâu có vàng nhiều đâu nó đâu có cái áp lực chốt mà kiểu mang tính chất là chốt chốt ngắn hạn như những nhà tôi họ có lại tốt thì dạng này nó sẽ không có chỉnh sâu nhưng mà chú ý vẫn đặt cái cốt lót ngay cái đáy tại vì nó thuận đáy thì cũng sẽ rất là ghê đó rồi ha đó là nói về chung chung thôi bây giờ mình sẽ nói qua một số cái nhóm ngành để anh chị mình có cái góc nhìn chi tiết hơn thì như lúc nãy em nói dòng thép rồi ha hai sen nam kim là nó đang ở nhịp một nên thực ra cái dạng này anh chị sẽ không cần phải quá lo lắng nó sẽ còn một nhịp bật test đỉnh lại nữa Đến cái dạng này anh chị sẽ không cần quá lo lắng đâu cái giống kiểu này nè anh chị giống kiểu này này. Thì lúc này thì nhìn chung là sẽ tâm lý là bây giờ nó gãy rồi đúng không rất là sợ rất là sợ nhưng mà sau nó vẫn sẽ bật test đỉnh một lần nữa cái quan trọng là ở cái nhịp test đỉnh phía sau á mà nó thất bại nên cái cây này test là đỉnh này lực bán rất là lớn thì nó mới gãy nên chị yên tâm là nhóm thép nó sẽ còn một nhịp bật lại test đỉnh nữa ấy và xem thử cái nhịp đó như nào thực ra hôm nay vô dòng thép rất là thấp nha hôm nay so với thị trường thì vì chị thấy con nam kim này cái lực bán nó không hề lớn đâu dạng này là bị bán theo thị trường thôi thế là trước atc nó vẫn giữ giá 2625 sáu nè sau đó mình bán vào atc còn 257 này, nè rồi năm hai sen cũng vậy volume thấp và nó sẽ có cái vùng hỗ trợ dày là quanh cái ngưỡng giá tầm 23 mươi ba nè Hòa Phát, Hòa Phát thì hôm nay biến động nó không nhiều đâu, nó vẫn là một cái vùng nền đi ngang thôi. Đây nó vẫn là cái vùng nền đi ngang để nó hấp thụ cái vùng đỉnh trước. Thì trong cái hạn chú ý cho em ở cái mốc giá tầm 28.8 thôi. Thì nếu như Hòa Phát vẫn giữ trên 28.8 thì nó muốn tích lũy đi ngang thôi. Còn trong trường hợp nó mất 28.8 thì có thể nó sẽ cần phải bắt về test lại quanh cái ngưỡng giá tầm 28 dưới đây. Em chú ý trên cái mốc này thôi ha. Thực ra hôm nay Hòa Phát nó bị bám vào ATC thôi. Trước ATC nó còn tham chiếu mà, nó còn không giảm nữa. Để cho thấy là cái xung cái động lực dòng tiền nó vẫn đang nỗ lực giữ giá quanh đây. Rồi, đối với nhóm ngành chứng khoán á thì đây là một cái nhóm có độ nhạy rất là cao với thị trường đúng không anh chị? Nên khi thị trường mình giảm thì nhóm này là cái nhóm mà bị cái sức ép mạnh nhất. Nhóm hôm nay nhóm chứng khoán là một trong những cái nhóm lớn mà chịu cái sức ép bán mạnh nhất. Thì nhóm này chú ý cho em những cái con nào mà hôm nay bị bán volume lớn á, Ví dụ như con VCI tiền nó mới vào thôi, cái cây này tiền mới vào thôi, mà ngày hôm nay thì có cái áp lực bán và gần như là muốn phủ nhận lại cái cây nến tăng trước đó, chị thấy không? con VCI này, cái cây mà ra tin tăng vốn là nổ lên một nhịp, Nhưng mà ngày hôm nay thì gần như là muốn quay về cái mức giá thấp nhất của nó rồi. thì chuối cho em, cái vùng hỗ trợ của nó là cái vùng biên dưới thôi, chị thấy này, có vẻ là nó chưa có crack lên được mà nó tạo một cái vùng sideways đi ngang, nó có cái vùng sideways đi ngang này, biên dưới của nó là quanh tầm 47 x và biên trên của nó là quanh tầm 51 x thì bây giờ quanh 47.5 nó sẽ là hỗ trợ. Nếu không mất ngưỡng này thì vẫn ổn. Có điều thì mọi người chú ý cho em nha. Những cái trường hợp mà cổ phiếu nó quay về hỗ trợ thế này á thì mọi người cần phải quan sát rất là kỹ cái độ bật của nó. Nếu như mà nó có cái độ đàn hồi tốt, tức là nó có thể ép xuống ở đâu tuần sau nhưng mà nó chủ động nó bật lại rất là nhanh thì khi đó cổ phiếu nó vẫn sẽ ok. Nó vẫn sẽ cân bằng được và cái nhịp bán ngày hôm nay nó mang ý nghĩa là một cái nhịp bán ảnh hưởng theo thị trường. Còn cái trường hợp xấu khi nào Khi mà những cái cổ phiếu này nó về là hỗ trợ Nhưng mà nó chỉ có đi ngang được thôi Tức là nó có một cái độ ì anh chị Nó có một cái độ ì quanh hỗ trợ Mình thấy là nó nó rơi về hỗ trợ Nhưng mà nó không có bật được như cái quả banh tennis Mà mình thấy là nó rơi về đó, nó nằm bẹp luôn Thì khi đó hơi rủi ro Nếu như nó rơi về đây này Có thể nó sẽ chững lại Tại vì đây là hỗ trợ Nó sẽ không có giảm tiếp Nhưng mà mình thấy là nó về đây Nhưng nó không bật lại được Mà nó cố tình nó tạo một cái vùng đi ngang tầm vài phiên thì khi đó nó sẽ có xác suất là nó ép xuống tiếp một nhịp nữa. Để nên sau phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu hầu như là nó chưa có xấu ngay đâu nha anh chị. nó chưa có xấu ngay qua phiên ngày hôm nay. nhưng mà những cái diễn biến trong vòng khoảng 2 đến 3 phiên tới thì mình sẽ biết được luôn cái cổ phiếu đó nó có yếu hay nó chỉ là những cái cổ phiếu đó là nó yếu hay nó bị ảnh hưởng theo thị trường thôi. đó là qua cái độ bật. đặc biệt khi nó về hỗ trợ mà nó bật lên tốt thì thực ra phiên ngày hôm nay nó bị bán theo thị trường thôi. còn trong trường hợp nó về đó nó ì luôn, nó nằm nó, nó lình xình nó đi ngang. Đó thì nó yếu và có thể nó sẽ bị bán xuống tiếp một nhịp nữa tương tự như SSI này SSI thì hôm nay chạm về lại quanh cái ngưỡng tầm 37 đỉnh trước vẫn bị bán hôm trước em nói là nếu như mà SSI nó vượt về lại trên 37 này thì kỳ vọng nó sẽ về biên trên quanh 385 đến 39 nhưng mà hôm nay thì vẫn đang chịu một cái lực bán tương đối thì mình phải nhìn sang cái góc độ này rồi góc độ là nó đang có cái biên đi ngang quanh tầm mức giá là 35 đến 37 thì chú ý cho em cái cây nến tăng ngày hôm 12 tháng 6 này nó cũng là quanh cái trung bình luôn đấy thì nếu như mà con SSI nó vẫn giữ được trên 35.8 thì sẽ tốt hơn Sẽ tốt hơn nha Thì khi đó nó có thể lình sình quanh đây nó hấp thụ Rồi nó lên tiếp Còn trong trường hợp mà nó mất 35.8 thì nó sẽ cần quay về lại cái biên dưới Vì lực bán hôm nay của SSI và con VCI là lớn đấy Không nhỏ đâu à, HCM hôm nay lực bán cũng lớn khi mà nó có cái nỗ lực đầu ngày Nó muốn vượt đỉnh nhưng mà lại vượt thất bại thì bây giờ nó sẽ có cái hỗ trợ, thực ra đạn rồi nó cũng đang tạo một cái vùng đi ngang đấy anh chị, con HCM này nó tạo một cái vùng đi ngang quanh đây đấy thì bây giờ nó rơi về hỗ trợ là quanh cái ngưỡng giá tầm 28 năm thì như lúc nãy em vừa nói bây giờ mình xem cái độ đàn hồ của nó thôi xem cái độ đàn hồ của nó về quanh hai năm mà nếu như nó chủ động nó bật lên lại được á, thì nó vẫn ổn và nhịp hôm nay thì thực ra bị bán theo thị trường thôi thị trường xấu thì nó bị bán theo thôi ấy về hỗ trợ nó bật lại thì nó sẽ tiếp tục sideways trong cái vùng này trước khi nó đủ một cái lực mạnh và nó bứt thoát ra được đấy viên đi thì vẫn yếu thôi nhưng mình chị thấy không những cái con mà dưới đấy thì hôm nay bán không có mạnh những con bị bán mạnh hôm nay là những con ở trên đỉnh những cái con đạn rồi tăng tốt còn những cái con mà lình xình dưới đấy nó cũng bị bán nhưng mà lực bán nó không mạnh như viên đi hôm nay thì giảm có một phần trăm thôi giống như giảm trước đó rồi bây giờ không giảm vậy thì nhìn chung con này mà người đặt cho em cái cost lót của nó là quanh tầm 17 3 ba thôi còn mua thì em chưa có thấy view mua con viên đi đạn này tại vì tiền nó còn hơi yếu rồi hôm nay agr nằm sàn agr thì trước đó em nói mọi người là kỳ vọng cá nhân của em nó sẽ vượt đỉnh thì hôm nay nó bị bán trước atc nó vẫn đang ở giá 22 nha Tức là nó bị bán trong ATC là nó mất khoảng tầm 5% Nó đang giảm 2% đạt phát về sàn luôn Thì dạng này á Thực ra nó đang ở nhịp 1 Mọi người hình dung là con AGR nó đang ở nhịp 1 nha Nó đang ở nhịp tăng số 1 Thì đối với em cái rủi ro mà con này giảm kiểu thế này á Rất là thấp Mà đâu đó là quanh tầm giá 20 nó sẽ bật Quanh đây nè Quanh tầm giá 20-25 á Buồn này khả năng rất là cao nó sẽ bật 25 á anh chị Nên nếu như nha trước đó thì mình mới chỉ mua thăm dò thôi mình thăm dò ba mươi phần trăm thì em nói luôn là mua thăm dò ba mươi phần trăm thì nếu nó chỉnh xuống hoặc nó xác nhận vượt đỉnh thì mình sẽ gia tăng thì đây chính là cái nhịp chỉnh này thì trong trường hợp mà đầu tuần á nó ép xuống tiếp nó ép xuống về tầm giá quanh hai mươi năm thì em nghĩ điểm này mọi người có thể lấy thêm tiếp cho em ba mươi phần trăm được nếu như nó ép xuống đầu tuần luôn nha thì mọi người lấy thêm cho em quanh đây đi lấy thêm được còn trong trường hợp nó bật thì thôi không có mua nó bật ấy kiểu như nó săn lại á thì không có mua nó xanh lại thì nó phải vượt về lại trên 21.5 thì nó mới ổn nó sẽ ổn hơn nên nếu như mà nó nó bật á, thì nó vượt về lại trên 21.5 thì mình sẽ tiếp tục chờ quá trình nó vượt đỉnh còn trong trường hợp nó xanh nhẹ thì từ từ, từ đừng có mua xanh nhẹ thì như em nói nó lình xình nó xanh nhẹ thì nó sẽ dễ ép xuống tiếp một nhịp nữa thì mình sẽ chờ cái vận động phía sau đó nên phim ngày hôm nay không có gì lo lắng cả vì nó bán atc mà bản chất con này đang ở nhịp một và mình chỉ mới có thăm dò 30% phần trăm thôi không vấn đề gì chờ gia tăng thì bây giờ quan trọng anh chị thấy không mình chờ chỉnh để gia tăng nhưng mà cái lúc chỉnh á quan trọng mọi người có dám gia tăng hay không đấy rồi con MBS hôm nay cũng gặp áp lực bán này. đây là một trong những cái cổ phiếu khỏe ở vừa rồi Thực ra MBS thì nó sẽ có cái hỗ trợ quanh cái nền giá này thôi mọi người đặt cho em cái chặn lại ngắn hàng là quanh 33 mươi trên ngưỡng này thì vẫn giữ được 33 ha ở nếu như mất 33 có thể chủ động chốt là một phần hai và chờ nó test về lại quanh ba x thì mình sẽ cover lại À, còn form này là form khỏe nha vẫn là một cái form rất là khỏe ở đoạn rồi mua thì không có điểm mua chứ còn nắm thì nắm được rồi kể cả cts thì hôm nay bị bán rất là mạnh cts thì nó phủ nhận cái nền ngắn này nó có cái nền ngắn đoạn vừa rồi là quanh tầm giá 44 đến 45 thì hôm nay phủ nhận 45 thì chú ý cho em cái hỗ trợ mạnh của con con ép con cts là quanh 41 nha quanh đây à, cái ngưỡng này là khả năng rất là cao nó sẽ có cái độ bật thôi nhưng mà kịch bản tốt á, là đầu tuần nó nên chủ động nó quay về lại trên 44 thì nó sẽ tốt hơn vì thực tế là hôm nay bị bán ATC mà à, nếu như nó chủ động nó quay về trên 44 thì nhịp này chỉ là một cái nhịp sủ nền để còn trong trường hợp nó lên sinh thì khả năng nó sẽ cần nhúng về lại quanh 41 nữa rồi uh, VDS hôm nay kéo kéo đầu ngày hôm nay VDS đầu ngày em nhớ kéo 3 phần trăm á cái mức cao nhất hôm nay VDS chạm về được là quanh tầm giá là 27.5 giá dạ, từ 27.5 đạt phát về 25 luôn biên 10% đánh khủng khiếp không và cái lực bán này thì vẫn là một cái lực bán vào ATC thôi trước ATC thì người ta vẫn đang là mức giá 265 mới đạt phát về 25 luôn thì thực ra con này nó mà người hỏi em là nó có rủi ro gãy sâu hay không thì không tại vì cái xung lực đạn bộ đồ nó rất là mạnh nha và cái nhịp chuẩn lại của nó là chuẩn lại với volume thấp nên theo thì con này đâu đó là quanh tầm giá 23x đến 24 nó sẽ có cầu vào thôi quanh đây nó sẽ có cầu vào à, nhóm trứng thì nó sẽ ba cái tài chính quý 2 này thì không phải sẽ tốt hết đâu những cái con riêng lẻ thôi những cái con có tự doanh tốt á, thì nó sẽ thu hút được dòng tiền tốt hơn và đạt rồi nó cũng đã thể hiện điều đó rồi đấy rồi vít thì như em nói luôn cái dạng mà nổ từ dưới đáy lên anh chị nhớ em nói không thì cái xác suất mà chạy luôn rất là thấp đây em nhớ đâu đó là ngày hôm qua uh, có anh chị hỏi em mua vít đây cái hôm mà viết kéo đấy thì em nói là nó nổ từ dưới lên thì không view mua tại vì cái xác suất mà nổ từ dưới lên á sau đó nó gãy á sẽ cao hơn là xác suất nó chạy tiếp hoặc là nó sẽ cần một nhịp test lại thì hôm nay thì vít gần như là phủ nhận là cái nến giảm trước đó rồi chị giờ không những cái nhịp mà nổ từ dưới lên thì lực bán ở trên nó rất là nhiều thì trước mắt thì vít nó vẫn bán cái trend này thôi bây giờ nó đang về hỗ trợ cái hỗ trợ của nó là quanh tầm giá 17.8 nè đó thì như em nói theo dõi đầu tuần những cái con mà bị bán về hỗ trợ xem thử cái phản ứng của nó như thế nào nó có chủ động bật hay không còn trong trường hợp mình thấy là nó có thể nó sẽ không giảm tiếp mạnh đâu mà nó đi ngang á thì xác suất nó sẽ ép xuống tiếp một nhịp nữa đấy nên chú ý cho cái vấn đề đó nha anh chị rồi đó là một số cổ phiếu dòng chứng khoán tiêu biểu ha tiếp theo thì mình sẽ đi qua một tí về nhóm ngành ngân hàng thì như em nói lúc nãy là nhóm cổ phiếu ngân hàng là cái nhóm em kỳ vọng sẽ đỡ điểm số đấy ngân hàng nha là cái nhóm mà khả năng cao sẽ đợi điểm số nhịp này ví dụ như chị thấy con vi tiền nó mới vào thôi đấy dạng này thì khả năng rất là cao nó sẽ còn một cái nhịp test về lại quan tầm mức giá 19 hai 20 nữa tiền nó mới vào thì nó không có đủ ra phân phối cao đâu chị và trong ngắn hạn thì cái mốc giá Quanh tầm 18 năm 19 này nó sẽ là hỗ trợ của con vi quanh đây VAB, VAB thì cũng đang quanh hỗ trợ không có gì mới ha VAB thì nó có cái nền giá quanh đây anh chị thấy không cái form nhà ngân hàng form nó mới có nhú lên thôi nó mới có lên một xíu thôi thì chưa có gì phân phối đâu ờ, có hai con mà em muốn mọi người quan tâm kỹ một tí là vì hai con này hai con đầu ngành và nó hơi yếu hơn so với phần còn lại là BIDV và Vietcombank thì BIDV nó sẽ đang ở cái ranh giới rất là quan trọng nha thì thêm BIDV nó không nên không nên mất mốc này tầm mức giá 46 nó không nên mất mốc này sẽ tốt hơn còn trong trường hợp nó mất mốc này á, thì em nghĩ là nó sẽ tạo một cái sức ép trong ngắn hạn Nên chú ý cho em xem cái phản ứng là quanh đây nó có chấp nhận nó đỡ giá cho con BIDV hay không Nếu như nó chấp nhận nó đỡ giá quanh đây thì cho thấy là nó không muốn thị trường rơi đó Tương tự như Vietcombank ở mốc giá tầm 87 Đấy, Nếu như mình thấy được cái nỗ lực giữ giá quanh đây thì cho thấy là nó đang muốn giữ thị trường mình không có rơi EB thì thấy không? Thực ra thì trước đó dòng tiền vào rất là mạnh và những cái phiên gần đây lực bán không có vôn bán kể cả phiên ngày hôm nay luôn Phone, phone bán ngày hôm nay có một tí thôi đến nên dạng này thì mọi người hỏi em phân phối hay chưa thì nó chưa có phân phối Nó đang quanh hỗ trợ này thì xem cái phản ứng của nó quanh 18 thôi Dạng bị bán thốc và ATC thế này thì mình phải phải, theo dõi một hai phiên tới xem mình nó có chủ động bật lại hay không thì Nếu như nó chủ động bật lại tốt quanh 18.5 thì kỳ vọng nó vẫn sẽ test lại cái đỉnh trước ha MBB, MB thì uh, xe quay thôi Biên xe quay nè, biên dưới là quanh 225, biên trên là quanh 245 Thì vẫn kỳ vọng nó về 245 thôi bạn volume bán hôm nay chị thấy không nó thấp nên volume bán hôm nay nó rất là thấp nên ngân hàng thì mọi người sẽ không có lo về rủi ro phân phối ha rồi kể cả con cổ phiếu ctg thì nó vẫn đang là cái vùng sideways thôi cản chú nó rồi cản cản ngắn là quanh 34 cản mạnh là quanh 36x rồi uh, ACB thì khỏe hơn nè, ACB khỏe hơn này. ACB mọi người chú, chú ý cho em cái chặn của nó là 22 23.8 nha 23.8 đối với con ACB Ê, nếu như mày vẫn giữ trên mốc này thì vẫn khỏe Hôm nay có con rất là mạnh là con B này Thấy không? Dạng này thì nó đang ở trong nhịp tăng số 1 Nên thực ra mọi người cũng sẽ không cần thiết phải quá lo lắng Còn tất nhiên những anh chị mà cứ sợ kiểu như là sợ biến động tầm 4-5% thì cái đó sẽ khó rồi Nếu mình muốn đánh một cái sóng dài mà mình sợ cái biên độ 4-5% thì mình sẽ không ăn sóng dài Mình sẽ nên theo trường phái là đầu cơ T cộng luôn còn con này cái form nó vẫn đang khỏe, nó vẫn đang trong nhịp tăng số 1 Nên mọi người vẫn cứ yên tâm nắm giữ và nâng chặn lại lên thôi con này nó cũng đã vượt đỉnh rồi nó vượt hết đỉnh rồi ha đấy để mình thấy nhóm ngân hàng vẫn sẽ có những cái cổ phiếu rất là khỏe thì đó là một trong những cái động lực kỳ vọng có thể giúp cho thị trường mình nỗ lực giữ giá nhóm cổ phiếu bất động sản thì đại rồi mình chỉ có tập trung vài mã thôi HDC hôm nay bị bán cuối ngày nhưng mà anh chị nhìn nó có volume không nó không có volume chủ yếu là nó bị bán theo yếu tố thị trường hiểu không cái volume hôm nay rất là thấp thậm chí còn thấp hơn ngày hôm qua nên dạng này bây giờ nó đang về sát hỗ trợ rồi nó đang về xã hỗ trợ là quanh mức giá 30 đúng không? Đây quanh 30 thì mình sẽ xem cái phản ứng của nó như ở đầu video em nói thôi. Trừ trường hợp mà nó về quanh 30 nó đi ngang á thì nó sẽ hơi yếu, mình sẽ bán ra. Với cái mức loss đâu đó là khoảng tầm 4%. Trong trường hợp nó về quanh 30 mà nó chỉ đi ngang được, còn nếu như nó bật thì vẫn ổn nha. Thì phiên ngày hôm nay chỉ có ý nghĩa là một cái phiên bị bán theo yếu tố thị trường thôi. Rồi con KDH thì xem như là vượt thất bại rồi nha. Như em nói thì sau cái bị chốt ngược á thì nó cần phải giữ giá được trên 8.539 còn nếu như nó tiếp diễn đà bán xuống á, thì nó vẫn chưa vượt nền được và bản chất của nó sẽ xoay quay trong biên độ là quanh 35 x cho đến tầm 38 x Nam Long này cũng bị bán này thì nó vẫn nằm trong biên xoay quay là quanh 41 x cho đến tầm 45 x đến 46 nha rồi bất động sản thì mình chỉ tập trung vài con đó thôi còn những cái con ở dưới thì như em nói là nâng cái có lót lên đấy thôi nâng cái có lót lên cái đáy trước của nó chứ còn mình chưa đánh mà mình chưa đánh lại dạng này tại vì tiền nó chưa vào nhưng mà dạng này thì rủi ro giảm sâu không có cao vì đạn rồi đu bám không có nhiều mình cứ chỉ cần chủ động nâng cái có lót lên cái đáy trước của nó thôi là được kể cả BDR thì bản chất nó vẫn chỉ ở dưới đáy thôi nên mình có thể nâng cái có lót con này lên ở vùng giá tầm 24.8 rồi nhóm cổ phiếu liên quan đến dầu khí cũng là một cái nhóm mà mình đề cập nhiều trong cái giai đoạn vừa rồi thì hôm nay nhóm dầu khí có bị bán nha mình thấy là các cái cổ phiếu dòng dầu hôm nay nè có bị bán bị bán nè dùng BBC hôm nay giảm 5% lận vậy không mình chỉ nhìn cái volume đi những cái con nào mà hôm nay bị bán với volume thấp á, thì theo em một phần là do yếu tố thị trường thôi mình sẽ cần phải theo dõi thêm một hai phiên sau đó thì mình mới biết là nó có thực sự nó yếu hay không thì dạng như con BVC này nó sẽ có cái vùng hỗ trợ là quanh tầm giá 15 15 năm thì mình sẽ xem cái phản ứng của nó quanh đây thôi để xem cái phản ứng của nó quanh đây thì nếu như mà nó chủ động nó bật lại sau khi cái sự hoảng loạn qua đi nó chủ động nó bật lại và nó vẫn giữ giá trên 16 thì nó vẫn tốt thôi Trừ trường hợp mà nó về là quanh 15, 15 năm mà nó đi ngang á Đi ngang thì nó mới yếu thôi Chứ còn hôm nay thì lực bán không nhiều BVS BVS thì cái nến hôm nay nó sẽ hơi ghê một tí Tại vì cái con này thì nó ở sàn HNX nha Thì sàn HNX thì nó hay có những cái mức giá hơi bất thường một tí Đây ví dụ như hôm nay thì mình thấy là đâu có cái mức giá là 47 đâu Thường nó sẽ hay có giá trần, giá sàn đầu ngày á Từ đó nó khiến cho cái cây nến nhìn rất là kỳ dạng này em nói mọi người nên mở chặt like ra anh chị nhớ không em mong đang nên mở cái chặt đường thẳng ra để coi cái xu hướng của nó thì bản chất nó vẫn đang là một cái vùng đi ngang thôi gì thấy không nó vẫn đang ở một cái vùng đi ngang không có gì mới ha à, thì đối với dòng này như dòng dầu em nói nó sẽ cần nén lại thôi nó nén lại khá là ổn như con BV, bvs đó. thì trên 43 thì mọi người vẫn nắm được nha bvb thì con này ở cao ở trên cao thì nó bị chốt mạnh hơn con này thì do cái form nó là đạn trước nó có sóng nó chạy rồi nó bị chốt mạnh hơn thì trong cái hạn mọi người chú ý cho em cái hỗ trợ của nó là quanh mức giá tầm 29.5 30 thì vùng này nếu nó giữ được thì nó sẽ tạo cái biên xe đi ngang như thế này đó rồi nhóm cổ phiếu liên quan đến thủy sản à, thì con ASM ASM thì hôm nay có tín hiệu là gãy cái trend chéo này trước đó thì nó dạ nó bán cái trend này thì hôm nay lực bán không lớn nhưng mà nó mấp mé thế này hơi 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 nguy hiểm nên mình sẽ cần phải theo dõi kỹ đầu tuần nó phải chủ động nó bật về trên được 11.8 thì mới ok còn lên xuống dưới 11.8 thì mình có thể thoát ra luôn nha với cái mức loss khoảng 2% rồi con ANV thực ra đang ở nhịp 1 thôi Em nghĩ là đâu đó là quanh tầm 32, 32 năm này Là cái vùng nó sẽ bật lại được Con này đang nhịp 1 nha anh chị Nên nói về rủi ro mà gãy luôn thì không có cao Nó sẽ ít nhất còn test lại một đỉnh nữa Đó VHC VHC hôm qua bật hôm nay chỉnh Hôm nay cái nến thì gọi là một cái nến nhấn chìm giảm đấy phủ nhận cái nến tăng ngày hôm qua. Nhưng mà về xu hướng thì mọi người thấy nó cũng đâu có gì xấu đâu. Nó vẫn là một cái vùng đi ngang thôi ha. Nó sẽ có cái hỗ trợ khá là dày quanh cái ngưỡng giá tầm 73 74 dưới đây. những cái con mà nó đang về lại quanh hỗ trợ thì như em nói mọi người cứ chú ý cho em xem cái phản ứng đầu tuần nó có bật được hay không thôi. Giống như con GW thì mình vừa mua, vừa mua đã lỗ rồi anh chị. Em con GW thì mình vừa mua quanh giá 365 thì đang lost khoảng 4% sau phiên ngày hôm nay. mà chú ý cho em nó đang về hỗ trợ. Đây nó đang về hỗ trợ quanh cái nền giá trước đó của nó là quanh tầm 34. thì xem phản ứng quanh đây thôi. Nếu như mà nó chủ động nó bật lại tốt á, thì ổn, nó lên. Và với cái nhịp nó bật lại thì nó phải vượt về lại trên 36 nha. Nó phải vượt về trên 36 á, thì nó mới ổn. Đối với Gil. Còn không nó lên xình đi ngang nó sẽ hơi ghê nên sẽ cần phải theo dõi kỹ ở tuần tới. Để theo dõi kỹ kỹ một tí. Ờ à, rồi, đó là một số nhóm ngành chính ha cũng như là các cái form cổ phiếu mà muốn anh chị cần chú ý theo dõi kỹ ở đoạn này à, thì mọi người có câu hỏi nào khác về cổ phiếu về thị trường á thì cứ comment bên dưới tại vì thời lượng video có hạn mình không thể nào đề cập được hết tất cả các cổ phiếu trên thị trường mọi người cứ comment em sẽ hỗ trợ nha à, chúc mọi người có cuối tuần vui vẻ và một tuần mới giao dịch thành công thuận lợi à, bình tĩnh ha thị trường cũng chưa có gì đâu đừng có hoang mang quá cứ thoải mái đi rồi xin chào và hẹp lại anh chị ạ. À.